Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của anh Bằng nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép nhiều màu giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình cây đẹp ha. Rồi em chào anh. Dạ chào Pháp Thái. Dạ chào, mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Pháp Thái TV. Dạ hôm nay nhà vườn em có một số mẫu hoa giấy thành phẩm. Rất mong sự quan tâm và ủng hộ của quý cô chú anh chị ạ. Dạ, địa chỉ nhà vườn em là ấp Tường Thượng B, xã Tân Dương, huyện Lê Vung, tỉnh Đồng Tháp. Dạ số điện thoại là 0336517026. Dạ trước tiên lên mã số 1 ạ. Dạ mẫu số 1 là được 3 màu vàng hoàng kim, hồng gân với lại phụng hoàng lửa. Phụng hoàng lửa. Dạ có tán ngang là 50. Chiều cao là 50. Dạ hoành cổ là 13. Dạ cái này em xin Zalo là 180.000 ạ. Bao ship luôn cô chú gì? Bao phí ship toàn quốc, cây mini rất đẹp quý anh chị em, 3 màu. Hôm nay là mã E nha quý anh chị em. Dạ mã số 2, 2E. Gồm một cặp ha. Gồm một cặp, cái này có cam lửa, trắng hồng, tuyết, hồng tuyết, tím lá xanh. Cái này thì hai màu, màu 3 màu, một màu hồng tuyết, trắng tuyết và cáo vàng. Dạ cái này có tán ngang là 32. Chiều cao là 62. Dạ quanh cổ là 8. Dạ cái này có hoành là 32, tán ngang. Tán ngang là 32. Chiều cao là 55. Dạ hoành là 7. Dạ cặp này em xin Zalo là 220.000 ạ. Hai em quý chị em. Dạ mã số 3, một cặp lỗi. Cái này cái gốc màu của chú anh chị. Cây này gồm có cam lửa, đỏ lửa và ruby tím lửa, 3 màu. Dạ, cái này là tím bướm ha. Tím bướm. Một dạ, cặp mini. Cặp mini em xin Zalo là 150.000 ạ. Cái này lỗi những cái rễ nên thanh lý cho quý cô chú anh chị em mình sưu tầm nha. Tiếp theo mã số 4 gì ta? 4E. Mặt 4E. Gồm một cặp tím bướm siêu bông. Dạ cái này có tán ngang là 37. Chiều cao là 64. Dạ hoành là 13. Dạ, cái này có tán ngang là 35. Chiều cao là 59. Dạ hoành là 9. Dạ cặp này em xin Zalo là 220.000 ạ. Cặp này có bị lỗi chút đỉnh nha cô chú anh chị. Thì những cái rễ nó bị tróc da quý anh chị em. Tróc da nên thanh lý cho quý cô chú anh chị em mình những cái mã số lỗi nha. 4E là 220.000. Tới mã 5E. Lá xanh nhiều màu. Cây rực rỡ bông quý anh chị em. Cái này có màu trắng, đỏ đét bì da, tím lá xanh. Cáo vàng, bà lai can. Bà lai can. 5 màu quý anh chị em. Dạ cái này có hoành là 12. Chiều cao là 52. Tán ngang là 46. Dạ cái này có tán ngang là 35. Chiều cao là 54. Dạ hoành là 13. Cây này gồm có tím lá xanh, đỏ rất visa và trắng tuyết, hồng tuyết quý anh chị em. Dạ cặp này em xin Zalo là 280.000 ạ. Dạ cái này có nó có bị chóc da chút xíu không chú anh chị? Mình làm dẫn chỉ nhiều khi nó bị chày nó chút xíu. Tiếp theo là mã số 6 anh chị em, 6E. 6E. Cái này có vàng hoàng kim, hồng gân với phụng hoàng lửa. Cái này cũng vậy luôn, một cặp giống nhau của chú anh chị. Dạ tán ngang là 42. Chiều cao là 55. Dạ quanh cổ là 9. Cái này có tán ngang là 40. Chiều cao là 55. Dạ quanh cổ là 12. Dạ cặp này em xin Zalo là 250.000 ạ. Mã số 6 anh chị em, 3 màu. Số 6 nha. Dạ mã số 7E. Cái này gồm có đỏ đét bì da màu trắng. Và lá canh lá xanh. Cái này thì có đỏ lửa, tím lá xanh, trắng tuyết. Dạ cái này có tán ngang là 35. Chiều cao là 52. Dạ hoành là 10. Cái này có tán ngang là 35.
tán ngang là 50, giá quanh là 10 luôn. Dạ cặp này em xin cặp 7E em xin Zalo là 250.000 ạ. Dạ 8E. Cái này có vàng hoàng kim, đỏ red bia, trắng tiết, black can lá xanh với lại hồng tiết. Dạ cái này có hoành là 10. Một rễ quý anh chị em. Chiều cao là 63. Tán ngang là 42. Dạ mã 8 em xin Zalo là 180.000 ạ. Mã 9 e. Cái này có tím lửa, cam lửa, đỏ lửa, đây là trắng tuyết. 4 màu của chú anh chị. Hồng lửa nữa, là 5 màu. Hồng lửa nữa. Dạ cái này có hoành là 15. Cao là 70. Tán ngang là 53. Dạ cái này em xin Zalo là 150.000 ạ. À. Cái này nó bị lỗi rễ rồi chú anh chị. Lỗi rễ đây. Xe rẻ. Cây này có hồng lửa bên đây quý anh chị em. Đây, được này là hồng lửa là 5 màu nha. Chưa lên bông. Mã 10E. Tím siêu bông. Dạ cây có tán ngang là 50. Chiều cao là 70. Dạ hoành cổ là 18. Dạ cây 10E này em xin Zalo là 350.000 ạ. Dạ mã 11E. Cái này gồm có dưa hấu đỏ, hồng gân, tiểu Ấn Độ, dưa hấu vàng hoàng kim, dưa hấu hồng nữa. Dưa hấu hồng vàng hoàng kim. Dạ cây có hoành là 14. Chiều cao là 74. Tán ngang là 52. Dạ cái này em xin mã 11E này em xin Zalo là 250.000 ạ. Dạ cặp 12E một cây trắng tiếp một cây đo lửa. Dạ cây đo lửa có tán ngang là 43. Chiều cao là 68. Dạ quanh cổ là 12. Dạ trắng tiếp có tán ngang là 39. Chiều cao là 57. Dạ quanh là 10 ạ. Dạ cặp 12E nằm xin Zalo là 250.000. Dạ 13E cặp đỏ lửa. Dạ cái này có tán ngang là 43. Chiều cao là 52. Dạ quanh là 11. Cái này có tán ngang là 45. Chiều cao là 56. Dạ quanh là 10. Dạ cặp đàm xin Zalo là 250.000 ạ. Dạ cái này có bị chạy gì chút xíu, cái rễ xíu nghe cô chú anh chị. Dạ cặp 14E trắng tuyết. Một màu trắng tinh khiết của anh chị em. Dạ cái này có tán ngang là 40. Chiều cao là 64. Dạ hoành là 10. Cái này có tán ngang là 40. Chiều cao là 60. Dạ quanh là 9 ạ. Dạ cặp này em xin Zalo là 250.000. Mã số 14E. Dạ cặp 15E cắm thạch hồng. Dạ cái này có tán ngang là 48. Chiều cao là 65. Dạ quanh là 12. Cái này có tán ngang là 41. Chiều cao là 56. Dạ hoành là 12 luôn. Lại cặp này em xin Zalo 15E em xin Zalo là 250.000 ạ. Dạ 16E.
cẩm thạch 8 màu, gồm có cẩm thạch đỏ lửa, cẩm thạch vàng, cẩm thạch tím, tím lục quỳnh, tím siêu bông, tím bờ lai can, thạch trắng, cam cầu vồng. Nói chung là đủ 8 màu của chú anh chị, tại nhiều nó lên chưa lên bông khó kiểm tra. Và có hoành là 22. Và chiều cao là 63. Tán ngang là 42. Và cái này cây 16 em là có em giảm xin Zalo là 380.000 ạ. Mã 17E. 3 màu tiết, gồm có hồng tiết, tím tiết và trắng tiết. Form tròn của anh chị em. Và cây có tán ngang là 46. Chiều cao là 83. Dạ hoành là 17, cái này xin vô luôn là 280.000 ạ. Form rất đẹp ha. Dạ cây 18E. Cây này có tím lá xanh, hồng lửa, hồng tuyết, đỏ hồng tuyết, đỏ red pizza, với lại ba lá canh lá xanh, trắng tuyết. Này 6 màu của trên cô chú anh chị. Dạ cái này có hoành là 19. Dạ, cao là 69. Tán ngang là 52. Dạ 18 em xin giao lưu là 250.000 ạ. Này nó có một chi bỏ nha quý anh chị em. Này về quý anh chị em mình không thích thì mình cắt ngang đây không ảnh hưởng nha. Dạ mã 19 nè, 6 màu cẩm thạch, gồm có cam cầu vồng, tím tím cẩm thạch, tím cẩm thạch tím siêu bông, cẩm thạch tím tiết 3, cẩm thạch tím lục bình 4, cẩm thạch hồng, sakura black can, cẩm thạch hồng 6 màu. 6 màu của quý cô chú anh chị. Dạ cái này có hoành là 20, chiều cao là 75. Dạ tán ngang là 46. Dạ cái này em xin giao lưu là 300.000 ạ. Mã 19 nha. Dạ mã 20E tím siêu bông. Dạ cây có tán ngang là 64. Dạ chiều cao là 1m. Dạ hoành cổ là 25. Dạ mã 20E em xin giao lưu là 600.000 ạ. Tím siêu bông form tròn quay quý anh chị em. Dạ mã 21E tím siêu bông luôn của chú anh chị. Cây này một cốt cao, form tàn rất là đẹp quý anh chị. Dạ có tán ngang là 64. Dạ chiều cao là 1m luôn ạ. Dạ có hoành cổ là 23. Dạ cái này em xin giao lưu là 400.000 ạ. Cái cây này nó bị cái này nó chốc cái dài xíu không ảnh hưởng gì người cô chú anh chị. Qua đá quên liền hết rồi. Em xin giao lưu là 400.000 mã 21E. Dạ mã 22E thái 6 màu. Cây này form tàn thả, xỏ xuống nhìn rất là đẹp đúng không chị em? Gồm có màu đỏ, màu vàng, màu cam, màu hồng phấn và màu trắng. 6 màu của chú anh chị. Dạ cây có tán ngang là 95. Dạ chiều cao là 94. Dạ hoành là 24. Dạ mã 22 này em xin giao luôn là 1 triệu ạ. Cây rất đẹp, rất năng của anh chị em. Lùng lực ha. Dạ mã 23. Dạ mấy hàm mã 23 này cây nặng của chú anh chị cho nên không có bưng lên. Dạ có tán ngang là 75. Tím siêu bông của anh chị em. Dạ chiều cao là 83. Cây phải nói đơm nụ, cứng cây luôn. Dạ hoành cổ là 28. Dạ cái này em xin lưu là 1 triệu ạ. À. Bán ra chung cặp nghe cô chú anh chị. Này là một cặp 2 triệu. Mã 23 với 24. Mỗi một cây là 1 triệu quý anh chị em. Cây này thì nó có bị chỗ này nhưng mà nó kéo nhựa hết trơn quý anh chị em. Cây cái form rất là tròn ha.
Dạ cây 24. Có tán ngang là 66. Dạ chiều cao là 83. Siêu to. Dạ hoành là 29. Dạ cái này hình như luôn là 1 triệu ạ. À. Này 23 24 bán cặp chung của chú anh chị. Này em ghép xe, một cặp rất là đồng quý anh chị em. Dạ cây 25 ạ. À. Cây này là size to hơn. Không? Dạ cái này có tán ngang là 78. Chiều cao là 1m18. Dạ hoành cổ là 28. Dạ cây này em xin giao lưu là 1,5 triệu ạ. À. Cây này cũng người nó ghép xe luôn chú anh chị, mình một tiện đường ghép xe, em ghép xe mới được. 1,5 triệu cây này không thể nào đi bưu điện được nha quý anh chị em. Tại vì nó rất là to. Dạ mã 25 cũng là mã cuối clip của vườn em hôm nay ạ. À. Dạ rất mong sự quan tâm và ủng hộ của cô chú anh chị ạ. À. Dạ xin cảm ơn ạ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn anh Bằng nha.